tin tiếp theo cho biết người Mỹ gốc Việt ủng hộ Tổng thống Donald Trump hơn Joe Biden. Thưa quý vị, Tổng thống Trump có thể đã khuấy động các cuộc chiến văn hóa nhắm vào một loạt các nhóm sắc tộc dân thiểu số ở Hoa Kỳ. Nhưng người Mỹ gốc Việt có nhiều khả năng bỏ phiếu cho Tổng thống hơn là những người Mỹ gốc Á khác trong cuộc bầu cử vào tháng 11 năm nay. Theo như kết quả được công bố vào tháng trước của một cuộc khảo sát được thực hiện bởi các nhóm vận động APIA Vote, AAPI Data và người Mỹ gốc Á Advanced Justice, 48% người Mỹ gốc Việt ủng hộ Tổng thống Trump và chỉ có 36% người ủng hộ ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ Joe Biden. Trong khi đó, các cử tri người Mỹ gốc Á khác, bao gồm cả những người gốc Trung Cộng, Ấn Độ, Nam Hàn, Nhật Bản và Phi Luật Tân, đều thích ông Biden hơn là Tổng thống Trump. Kết quả này lặp lại kết quả của một cuộc thăm dò tương tự vào năm 2018 của APIA Vote và AAPI Data. Trong đó, người Mỹ gốc Việt là nhóm người Mỹ gốc Á duy nhất có đa số tán thành việc làm của Tổng thống Trump ở mức 64%. Theo tờ South China Morning Post đưa tin, trong một bức thư gửi cho Tổng thống Trump vào tháng 7 vừa qua, tổ chức người Mỹ gốc Việt ủng hộ Tổng thống Trump, được gọi tắt là TAPA, bày tỏ sự ủng hộ 100% đối với Tổng thống Trump. Bức thư cũng thể hiện lòng biết ơn của tổ chức này đối với Hoa Kỳ vì đã chào đón những người tị nạn Việt Nam. Ngoài ra, tại Việt Nam, các fanpage của Tổng thống Trump cũng có hàng chục ngàn người theo dõi trên Facebook. Điều này cho thấy là Tổng thống có nhiều người hâm mộ ở Việt Nam.